Rồi, được cậu Trường Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu cậu của em nha quý anh em. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả quý anh em một số cây cần anh em ạ. À. Đây có phíp, có carbon, có nha, hai khúc, ba khúc, cái gì trong nói chung đủ thể loại câu cho anh em luôn, hơi chi, hơi sô, khoan nhỏ đầy đủ nha. Đó, anh em giá nói chung rất là tốt thôi. Anh em nào mua thì alo trực tiếp cho em là số điện thoại 0567 566 766. Đó, hoặc nhắn tin qua Zalo cho em nha anh em. Rồi, giới thiệu anh em cây cần đầu tiên. Cây nào cây cần tay phíp anh em ơi, dài 4 mét rưỡi nha. Cần tay phíp và 4 mét rưỡi, cây này nó bị lỗi cái là cái lóng trên đầu nó bị nứt nè. Đây em thấy không, em bó là để em nó nứt tới đây anh em, nứt tới băng keo em dán lại để biết á anh em. Này cái này về chơi thì chỉ cần lấy băng keo đen á quấn quấn kín nó một cái thôi, quấn nhiều vòng nó cho nó cố định cái lóng này là chơi bình thường. Hoặc là anh em quấn chỉ nè, quấn chỉ xuống đây đi keo lại, hoặc là cưa bỏ luôn. Thì anh em nói chung này về xử lý chơi được, bán rẻ cho anh em cái này 80 ngàn thôi. Dài 4 mét rưỡi. Cây này cứng nó tương đương khoảng 2 hắc rưỡi thôi, ngọn mềm nha. Cứng 2 hắc rưỡi thôi, ngọn mềm. Chất liệu phíp nha anh em. Cây này chất liệu của nó phíp, cây này 527 anh em ạ, à. Nặng 192 gram, ngọn 0.8 gốc 18. 527 giá 80. 80 nè. Cái 528 này cây cần rút lóng lở nè, bát nhựa nha. Cây này hãng Olympic, dài 2,4 m, khoan Fuji nha. Khoan Fuji. Độ cứng cây này tương đương là 20 cây tương đương 20 thôi, 20 2,4 nha. Ngọn cây này cũng mềm. Dành cho anh em cái câu câu cảm giác, câu hồ nha anh em, lua được nha, cây này lua được. Hãng Olympic dài 2,4 m. Cây này mã cho anh em 528 nha. Nặng 215 gram, ngọn 2 ly, gốc 15. 528 giá 230. 528 giá 230. Cái 529. 529 này cũng cây giống cây đó luôn anh em. Dài mà cây này dài 2,1 m nha, khoan Fuji. Khoan Fuji, bát nó là bát hãng nha anh em, bằng nhựa, bát nhựa bằng hãng. Ừ. Vặn lại. Này 529. Độ cứng cái này cũng tương đương 20 thôi, 20 2,1 m nha. Cây kia 20 2,4 m, cây này 20 2,1 m. Này nó bị bung. Cây này mã cho anh em 529 nha, nặng 208 gram, ngọn 2 đi 3, gốc 13,5. 529 giá 230. Tới 530 là sẽ rút lở luôn, độ cứng 10 2,1 m nha anh em. Hãng Ryobi. Khoan bát Fuji. Đầu cứng 12,1 m. Nói chung cây này dành cho anh em thích câu câu cảm giác nè. Mấy cây này ngọn mềm lắm. Ngọn ok luôn. Đây. Nếu tính theo cần ISO này cứng nó tương đương khoảng cứng số số 4, số 4 của ISO đó nè. Số 4, số 5 của ISO. Cây này mã cho anh em 530. Nặng 135 gram, ngọn 1 ly 6, gấp 17. 530 giá 230 luôn. 530 bán anh em 230 ngàn. Tới 531 là rút anh em. Dài 21. Khoan Fuji, bát Fuji nha. Cán gỗ. Khoan Fuji, bát Fuji, cán gỗ. Dài 21. Ngọn là bằng phíp, chất liệu phíp nha. Độ cứng cái này tương đương 25 thôi. 25, 21 anh em. Nó cứng hơn cái kia chút xíu. Đó. Độ cứng 25. Rồi cái này mã cho anh em là 531 nha, nặng 212 gram, ngọn 2 ly 3, gốc 15,6. 531 giá 230. 531 giá 230. Rồi tới 532, cây này chất liệu cần là carbon nha anh em. Carbon độ cứng 22,7. Bát Fuji. Khoan hãng nha, bát Fuji khoan hãng độ cứng 22,7 anh em ạ. Cần nói chung đẹp lắm, mới tinh nè. Cần đẹp nha, mới. Rồi cái này mã cho em 532 nha, nặng 165 gram, ngọn 1 ly rưỡi, gốc 15. 532 giá 250. Cái này carbon bán có 250 anh em. 532 giá 250 ngàn. Rồi tới 533 là cần phíp nha. Chất liệu cần là phíp. Nó hai đọt hai khúc nha anh em. Đó.
Phíp đỏ. Đâu, một cái đọt này thì độ cứng nó tương đương khoảng tầm 200. Cái đọt này cứng khoảng tầm 100. Một đọt cứng 100, đọt cứng 200 anh em. Đó, cần nói chung là phíp 533 khoen quá bát buji nha. Dài 2,4 m. Hãng hãng NDT anh em. NDT. Dài 2,4 m. Cần nói chung là có chạy nha. Có chạy theo năm tháng còn đạt khoảng 80 85%. Đạt khoảng 80 85% anh em à. Cái này mã 533 nha. Nặng 673 gram, ngọn 2 ly 6, ngọn 3 ly 8. Góc 12, phải góc 22,2 anh em, góc 22. 533 giá 400. 533 để bán cho anh em 400 ngàn nha. Tới 534. 534 này cây cần hai khúc nè. Chất liệu phíp khoan Fuji, bát Fuji nha anh em. Dài 2,4 m, độ cứng cái này tương đương là 50. 50 2,4 m nha. Ngọn tháp xài thủy tinh. Câu sông hồ biển được nè. Cái này câu sông hồ biển cũng được nha. Dài 2,4 m thôi. Cần khá đẹp á, mới. Rồi cái này mã cho anh em 534 nha. Nặng 249 gram, ngọn của nó là 2 ly 2. Góc 19 anh em, 534 giá 280 nha. Cái này 320 bán cho anh em còn 280 thôi, 534 nha. Tới 535 lại cần 3 khúc rồi. Chất liệu cần là carbon, khoan Fuji, bát Fuji nha anh em. Chất liệu cần là carbon. Cái cán ở đây thì nó bị dạng như nó bằng cao su anh em. Lâu năm nó sần sần. Anh em về đừng có tháo nha. Tháo cái xấu. Anh em mua cái màng co, co lại cho nó ốp lại, nhìn đẹp cần nữa. Khoan bát Fuji. Cây đầu cứng 50 36 anh em, hãng Olympic. Đầu cứng 50 36 hãng Olympic nha anh em. Đây, cần đẹp anh em à, mới. Cái này mã cho anh em là 535 nha. Nặng 357 gram, ngọn 2 ly 3, góc 14,8. 535 giá 650, cái này bán 700 giảm cho anh em 650 thôi. 535 giá 650 nha, 650 ngàn. Rồi tới 536 là ISO khoan nhỏ nè, cây này hãng siêu ta. Khoan bát Fuji, độ cứng 1 5,4 anh em ơi. Độ cứng số 1 5,4 nha. Khoan bát Fuji, đây. Chất liệu cần của nó là carbon. Cần đẹp lắm, mới mới tinh. Cần nói chung rất là đẹp anh em, cái này còn đẹp khoảng 90%. Đây có chạy chút, chạy quay chạy anh em mới chốc lớp sơn. Chốc chút lớp sơn này. Rồi, cái này mã cho anh em là 536 nha. Nặng 260 gram, ngọn 1 đi 2, góc 21. 536 giá 400. 536 này bán cho anh em 400 ngàn nha. Tới 537 nè. 537 này gây cần đai hoa, cần này lua nha anh em, lua rền. Lua rền. Khoan buji, bát buji. Cái này made in Taiwan anh em à. Lua của nó cần là 5 đến 30 gram. Dài 3 mét. Lực là 8 đến 20 lb. Đầu cứng M nha. Cây một cây cần đai hoa Phantom. Pacific Phantom anh em. Carbon hai da xoắn nha. Khoan buji, bát buji. Carbon hai da xoắn. Đây. Đẹp chưa? Nói chung cây lua rền anh em. Lu rền nha. Cây lu rền, lu lóc được. Lu chẽm. Cái này mã cho em 537 nha. Cái này qua hình có chạy anh em, còn đẹp khoảng 80 80 85% thôi. 537. Nặng 213 gram, ngọn 2 ly, góc 15,7. 537 này bán cho anh em 850, giảm cho anh em còn 750 thôi. 537 giá 750 nha, 750 ngàn. Rồi tới 538 nè, 538 này cần hơi chi nè. Chất liệu cần là carbon khoan Fuji, bát Fuji nha. Độ cứng 20 1 mét rưỡi thôi. Độ cứng 20 1 mét rưỡi thôi. Chất liệu cần là carbon. Hãng Olympic. Cần đẹp lắm. Cái này made in China nha. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Cây này là Mamiza OB.
thương hiệu con của Olympic anh em. Mamisa là thương hiệu con của Olympic. Chữ OB là viết tắt của chữ Olympic đó anh em ạ. Rồi cái này mã cho anh em là 538 nha. Cái này chỗ này nó dính dính keo dơ thôi, về chạy trên chùi nó ra nha. Dính keo thôi. 538 nặng 115 g, ngọn 1 ly, gốc 17,8. 538 này giá cho anh em 408, giảm còn 400 thôi. 538 giá 400 nha. Cái 539 này cần dây trong nè, chất liệu cần là carbon bát buji. Cây này ngoại hình nó chạy cũng khá nhiều anh em ạ. Độ cứng 52,7 nha. Cây này bán rẻ cho anh em thôi, không phải nó chạy nữa anh em, nó chóc sơn lâu năm quá, cái sơn nó bị chóc. Cây này mã 539 nha, nặng 305 gram, ngọn 2 ly 6, góc 17,8. 539 giá 250. 539 này giá 250 anh em, 250. Rồi tới 540 lại cần ba khúc cắm cắm gốc lỡ nha. Đó, ba khúc cắm gốc lỡ, cái gốc là gốc zin của nó lỡ anh em, hãng Olympic. Này là zin nha, chứ không phải là bị độ lai đâu, zin. Chất liệu cần là carbon nè. Cây độ cứng 122,4 anh em. Đó, độ cứng 122,4, chất liệu cần là carbon, ngoại hình nói chung có chày nha. Ngoại hình có chày, đây dính dơ thôi, dính keo á, về anh em chùi nó ra. Lấy miếng dầu á, miếng dầu dầu gió cũng được, chùi nó mấy cái này banh hết, hoặc là xăng cũng được. Khoan bát Fuji, ngoại hình có chày, còn đẹp khoảng 80%. Đẹp khoảng 80% anh em, độ cứng 122,4, đó đẹp chưa. Rồi cái này mã cho anh em 540 nha, nặng 373 gram, ngọn 2 ly, góc 21,6. 540 giá 900, giảm cho anh em còn 800 thôi. 540 giá 900, giảm còn 800 thôi. Tới 541 nè, cây này cây cần hay ISO khoan nhỏ nha. Cây độ cứng số 3 4,5 m, chất liệu cần là carbon. Khoan hãng bát hãng nè, cây này bán cho anh em về xả tay được. Cây này Every ISO nè, Made in China. Khoan hãng bách hãng nha, cây này anh em mua về xả tay ngon. Độ cứng 3 thì xả tay cứng ở tầm khoảng 5H anh em. Độ cứng số 3 nếu mà xả tay cứng tầm khoảng 5H nha anh em, 5H. ISO xả tay thì anh em biết rồi, ISO rất là tốt nè. Phôi nó tốt hơn là cần tay nguyên bản nhiều, với lại nó cứng nữa, anh em câu nó ok hơn. Cây này bán rẻ nè, bán nói chung là ngoại hình có chày nha anh em, có chày. Rồi cái này mã cho anh em là 541 nha, nặng 225 gram, ngọn 1 ly 9, góc 18,5. 541 giá 300. 541 này bán cho anh em 300 ngàn nha. Rồi tới 542. 542 này cần dây trong anh em, chất liệu cần là carbon nha. Khoan bát Fuji. Độ cứng 52,1 anh em ơi, hãng Ryobi nha. Độ cứng 52,1. Đây, cần rất là đẹp. Cái này mã cho anh em 542 nha, nặng 221 gram, ngọn 2 ly 8, góc 17. 542 này bán cho anh em 450. 542 giá 450 nha anh em, 450.000. Em cột cái cọng thun á anh em. Em cột cọng thun sát từ đây nè. Cắt vô nên cái ngọn cột nó hơi cong, không phải nó cong nó thẳng anh em, tại cột vô thì nó ở đây nó bè ra, ở bên dưới kia nó bè vô anh em, nên cái ngọn cảm thấy nó hơi cong, thực chất nó không có cong ngọn nha. Em cột lại thì nó uốn theo cái lực quán tính nha. Rồi cái này mã cho anh em là 543 nha, cái này độ cứng 15,2m1. Khoan Fuji, bát Fuji. Đây. Độ cứng 15,2m1 anh em ạ. À. Cái này dành cho anh em câu bè, câu cá, câu tôm, câu bè, câu tôm, câu cá hanh, cá cháp, cá giò, cá nâu ngon. Chất liệu phíp nha. Chất liệu phíp. Hãng Daiwa Made in Korea. 543 này nặng 143 gram, ngọn 1 ly rưỡi, góc 13,7 anh em. 543 giá 200. 543 này bán cho anh em 200 ngàn nha. Tới 544 là cần súp anh em.
khoan hãng bát hãng nha. Cái này súp súp câu lục, câu bạc bờ biển, đánh sông đánh hồ được. Chất liệu cần là carbon nha, dài 4,2 m. Cái này hàng China xuất Nhật nha. Chất liệu cần là carbon, độ cứng cái này tương đương là 27 thôi. 27 4,2 m nha anh em. Cần nói chung có chạy dăm dăm. Cứng 27 4,2 m. Chất liệu cần là carbon. Rồi cái này mã cho anh em 544 nha. Nặng 398 gram, ngọn 2 đi 6, góc 23,7. 544 này giá 400, giảm cho anh em còn 300 thôi, bán thanh lý. 544 giá 300. Cái 545 này cây cần rút bóng lỡ nha, thu gọn này chắc cũng ngắn. Bo mấy cái này ngắn à. 65 cm. Cây thu gọn 65 cm, hãng Daiwa, khoan bát Fuji, độ cứng 20 2,1 m nha. Độ cứng 20 2,1 m. Chất liệu cần của nó là carbon em à. Chất liệu cần là carbon. Nói chung cây cây còn rất khá đẹp anh em, mới. Rồi cái này mã cho anh em 545 nha, nặng 170 gram, ngọn 2 đi 3, góc 19. 545 này bán cho anh em 300 ngàn. 545 giá 300. Tới 546 nè, cây này cây gần đây qua, đầu cứng 12,7 m nha, made in Korea. Cây này short wim nha. Đây qua khoen bát Fuji nha, đầu cứng 12,7 m. Cần đẹp lắm, mới tinh nè. Rồi cái này mã cho anh em là 546 nha, nặng 245 gram, ngọn 2 ly, góc 22,9. 546 giá 300 ngàn. 546 này bán cho anh em 300k luôn nha. Rồi tới 547 nè. Là một cây cần rút lóng dài nha, cây này là hạn chất liệu phíp, dài 3,6 m thôi. Khoan bát, khoan hãng bát Fuji anh em ạ. Khoan hãng bát Fuji nha. Độ cứng cái này tương đương 25 thôi. 25 3,6 m. Ngoại hình có chạy. Ngoại hình có chày nha anh em. Cây này giờ anh em câu câu ao câu hồ bậy bạ được nè, giá rẻ thôi, trăm mấy à. Cây này mã cho anh em 547 nha, nặng 462 gram, ngọn 2 đi 9, góc 27. 547 giá 180 nè. 547 này bán cho anh em 180 ngàn. Tới 548, cây này cần súp anh em, súp súp mà nó bị thiếu khoen rồi, anh về anh em làm câu rường. Câu rường nha, tháo nói chung là về anh em câu rường anh em à. Cây này độ cứng 25 4,5 m nha. Độ cứng 25 4,5 m, bass Fuji. Đó, cây này có super carbon siêu viêm anh em, độ cứng 25 4,5 m. Ồ cây này nó ngọt đâu. Đọt ở đâu ta? Đây, cái đọt ở đây mà nó không ra ta. Rồi nè anh em ơi, nãy cậu cọng thùng, cậu cọng thùng bị dính cọng thùng ở trong. Chất liệu cần nó carbon nha anh em. Carbon hai da xoắn, xoắn nguồn bộ hình nó hơi cũ tí. Carbon hai da xoắn nha, xoắn đẹp chưa, mới tinh nè. Nói chung là xoắn nói chung chạy cũng nhiều anh em à. Nói chung cây này anh em về tút lại được, anh em xả ra phun phun keo phủ bóng lên nó bóng lưỡng cần. Độ cứng 25 4,5 m nha. Cây này mã cho anh em là 548, là nặng 474 gram, ngọn 2 đi 3, góc 25. 548 giá 400 ngàn. Cái 549 là cây cần súp anh em, súp khoan gập. Cây này câu lục, câu bạc bờ biển, câu sông, câu hồ. Cây này chất liệu phíp nha. Cây này độ cứng 20, dài 4,2 m. Khoan Fuji, bass Fuji. Độ cứng 20, 4,2 m nha. Khoan Fuji, bass Fuji. Cần mới tinh nè.
Cần đẹp lắm. Nói chung cây này anh em về trồng miễn chê nha, nó còn rất ok. Cái này mã cho anh em 549 nha, nặng 472 gram, ngọn 2 đi 6 gốc 28, 549 giá 330. 549 này bán cho anh em 330. Tới 550 cần hai khúc nè, khoan hãng bát hãng, chất liệu cần là carbon nha. Khoan hãng bát hãng, chất liệu cần là carbon. Độ cứng 80 2,7. Độ cứng 80 2,7 anh em ạ. Đây tổng thể đây. Cái này mã cho anh em là 550 nha, nặng 312 gram, ngọn 3 ly rưỡi, gốc 10 là 17,8, 550 giá 600 ngàn. Carbon cho anh em. 550 giá 600. Rồi anh em lấy cái nào thì cứ alo trực tiếp cho anh em số điện thoại nha anh em. Rồi cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.